Còn có một máy thôi. Hẹn mưa nữa hả chị? Hay là nồng mưa hay là tết? Nồng chưa ấy, mẹ em có làm yêu không? Tài, tài cũng vô một cà phê. Hoặc là lúc mà chị bịt này là chị cho thêm kẽm làm bọc thực phẩm. Còn chị hả? Khuấy lắm. Đây hôm nay đã thấy son rồi. Cầm giường các thứ thì biết rồi chị. Cầm giường cầm tú. Em cũng bị mất son dưỡng rồi không biết làm sao. Tìm hết cầm giường cầm tú rồi không thấy đâu. Ui sao lắm lắm ống hút đi chị. Hả? Em đi chung một đường. Con ra ta này khỏe. Kìa, ui không. Ui, mai sao vẫn chết vậy? Ui, chua. Em đi ra đi ra.
Chưa thế nào còn thấm này nữa. Cháu, cháu mình đi. Ê, ba ai kia. Điêu. Ôi, ôi, ôi. Rồi, tạm biệt luôn. Ok, chị. Chị, ra đây. Kìa. Các bạn gửi cho anh hình mới nhé, cái ảnh mới ấy, thì gửi cho anh tập mỗi bạn tập mười lăm cái. Ôi ôi trời, 15 cái không cần sinh đâu, kiểu thay đổi đi ấy, mình làm mãi cái kia không ổn. Lần vừa rồi hỏng hết một mười mấy cái. Cái này đây, ngoài như này chụp cho toàn. Đấy, anh cần gì anh phải chụp 30 cái cũng có. 300 cái cũng có. Tao đánh gì với anh ạ? Không, em đâu có thế. Tức là anh gì gì đây. Hơn là anh chụp chân dung cho là gì. Báo anh chụp cho lại là anh đẻ mất. Thôi được rồi, nhưng mà con ghét idol. Ui chị anh ơi, ôi có thưa máy không ạ? Nhiệt độ à? Cứ đắp lên một tí nó lại lên. Nhiệt độ tí thì vừa. À thế à? Úi dồi ôi, đặc hết. Mình dưới 60 ấy.
Thì chưa nó lại bị trừ không? Có bị trừ không? Thì mẹ đang hỏi có bị trừ không? Cái gì ạ? Thì là đối với máy ấy, vâng. Thì nó bị trừ không? Ôi trời ơi. Kiểu hết máy ạ. Chị phải quay lên kia. Nhanh nhanh nhanh. Không nghĩ được cái vậy chứ. Cái gì Thank you.
Chứ không bắn sai đi, bố không bắn sai. Em nộp cái tiền 64 vào tài khoản CV của Nga. Nga gửi gì, tài khoản gì đấy, MB ra, hay gì? Không, 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 em dùng tết thì em khuyên chị là chắc là nên dùng MB, MB hay bảo trì lắm đấy chị ạ. Lúc em dùng BB cũng được chị ạ. BB có khi còn hơn BB hoặc là TB hơn hơn MB đấy. Còn em dùng tech này em ghét, ghét luôn. Tech chỉ ngày trước thôi, tại bây giờ ngân hàng nào chuyển khoản cũng không mất tiền nữa đấy. Thế nên là
dùng cách này không ấy nó. Tại năm nhất lúc em dùng là lúc em đang dùng BIDV thì nó tốn, lúc mình banh tiền các thứ ấy nó tốn, thì em mới chuyển sang tech. Tại lúc em làm ở Vin thì bắt buộc phải làm tech, thế bây giờ không đổi nữa. Em thấy đi con con đi con mùa này mùa bắt chó hay sao ấy. Bạn em mới bắt một con. À thế à? Bạn em mới bắt một con. Xinh thế. Ăn được kẹo sầu riêng không cho gái? Ăn hơn lâu dài chết. Ai ở đây ai ăn được kẹo sầu riêng không? Chị quá mà. Đây. Mới đi. Có nghĩa là đi ở thích một số thứ thì là lý do là đi ăn ba bên quá ạ. Xong rồi thích cho mà là cả mười gãy nữa ấy. Cả Huyền ăn được kẹo sầu riêng không? Thì tôi cho mình. Cái này bọc tính lắm. Cái này ai ép. Cứ có đây để ép vô lần này rồi làm sao để đi. Ôi dồi ôi. Nếu không ăn được sẹo sầu riêng thì sẽ có kẹo sầu muối. Ui này. Nó thả cái son đi, tí bị mất. Ui, em sắp chết rồi, chị ơi. Ôi dồi ôi, chết, đạp vào nó. Nó ở dưới chân mà không biết mà lăn lăn như ghế. Ôi giời. Bây giờ em xem bạn em đang nhảy lên giường đã sợ mèo, đã sợ với con mèo ngoài quá. Như đang nhảy lên giường nó tự nhiên nó chân em không, em nhảy ông nhảy lên người lên sát một tí đạp vào nó, đạp nó phải lấy đầu luôn. Mexico. Cái gì ấy? Hả? Anh ơi, cái con mic cái tên là gì hả anh? Kiểu xem rồi đấy, em cũng chả nhớ. Cái gì của anh bảo gì? Mexico. Tên. Là thành phố của Nhật Bản đúng không? Không, không, là tên của nước. Mexico cái gì ấy? Mexico. Không phải à? B cái gì nhỉ? Có hai quốc tịch, một là Việt Nam, hai là Mexico. Ui ui ui. Trời, chị bảo thế em không dám lấy luôn ấy. Không dám lăn bánh luôn. Em lăn thì em nhìn thấy nó ở sân thôi. Nó đi ra ngoài đấy đó. Mẹ em mới bắt con đấy. Chả biết lấy xong. Nó đặt là chả trái, em đẹp thì là xả xá. Ôi nóng đi. Ôi nóng. 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 Ôi nóng.
Ôi chị ơi, thế mọi người nó không chơi với nhau à? Yo, get up, get up.
Đó là video 1-2 phút. Bây giờ là từ bây giờ những máy các bạn ngồi 1-2 phút. Tròn 20 hay 18, 19 cũng được ạ. Tròn 20 và đúng 2 tiếng ấy. Còn những cái video phát phát này thì các bạn thì khi nào tắt thì tắt cùng. Thế hiện tiếng 20 mà. Vâng, tiếng 5 phút đúng không? Thì bây giờ mới có được 5 phút. Rồi, thì là 3. Đây, chỉ cần tính tranh mấy cái này là được. Cái này là 57, cái này là 52 thì tranh nhau 5 phút. 5 phút thì là 25. Đang tính số phút không phải tính đến giờ bạn bạn ơi. À không, của em là 5. Em mà chị, của em cũng thế, thế tí nữa là chị tắt thì chị nhé. Đấy, bây giờ thì nghĩa ra là 9:20 đúng không? Thì mình là 9:25. Thế 1:20 có thể hình cũng giống mọi hôm nhỉ. Nhưng mà phải tròn hơn. Mấy cái recording các thứ có phải thế không? Chắc là có chưa. Em mang nhiều quá. Thế hôm nào mang gì đi cũng phải mời khách. Em thấy thế cũng ngại lắm thật. Nhiều, em mang nhiều. Em mang nhiều đi là để cho. Kiểu như khi mình cũng có đồ luôn nhưng mà không đủ chia tất cả mọi người. Nhưng mà ăn một mình thì nó lại thấy đỡ. Ừ, nhưng mà kiểu ngại ngại ấy. Em mang cả trà sữa, ăn nhầm trà đào. Các chị hiểu mang cả trà đào. Nó có cả trân châu nữa để đổ trà đào. Thế sao mà anh một đôi. Quán yên tâm còn ăn bê bê nữa. Quán là FC nữa. Đói bụng lắm. Cái lúc mà em đi đường nhá, em bảo thôi hãy quành về nghỉ buổi hôm nay, chứ nếu mà quành về thì thế nào cũng quá 15-20 phút. Mà đến thì lại ấy, lại muộn. Nhưng mà em đi cố, em bảo là xem có nhà nào ở bên trái đường thôi thì đi vào nhờ nhà vệ sinh em mà. Đi 5 cây số không có nhà nào ở bên trái đường. Đúng số trời rồi, mà hết 5 cây số thì thôi để không buồn nữa. Đợt chị đi kiểu đi du lịch ấy, đi cũng gọi là cũng không phải là đi du lịch nhưng mà đi ở một nơi xa, thế xong rồi rất là muốn đi vệ sinh đúng không, buồn buồn tè ấy, nó cũng không ngủ được mà kiểu buồn đến mức là nằm ngủ cũng không thể nào mà ngủ được, mà tỉnh dậy thì cũng không có chỗ để đi ấy, thôi thôi cứ phải ép bản thân là phải ngủ đi ấy, để ngủ đi để không bị buồn nữa.
Thế xong rồi đi 2 tiếng sau mới bắt đầu có nhà vệ sinh. Thế xong rồi lúc mới xuống thì cảm giác như kiểu là đi được hết tất cả mọi thứ ở trên thế giới này. Xong rồi lúc kéo qua quần lên thì kéo qua quần nó tự nhiên nó bị hỏng bao giờ không biết luôn. Ôi trời ơi. Nhưng mà nhá, không biết làm thế nào. Kiểu bên ngoài thì mặc áo sơ mi ấy. Thế là may kiểu bỏ sơ mi ra ấy. Bỏ cái đuôi áo ra để cho nó che đi. Xong rồi đến nơi thì thế là có chỗ nhà vệ sinh để thay ấy. Thế là thay quần thôi. Lần đi bọn mình ấy. Là có bọn mình hôm đầu tiên ra lại trên xe đấy. Tặng kiểu ở bên đấy phát cho mọi người một cốc trà sữa đúng không? Thì mọi người uống, chị cũng uống. Thế mà chị không nghĩ ra là chị không nên uống ấy. Bởi vì chị hay đi vệ sinh lắm, chị thật yếu. Thế mọi người thì không buồn, bình thường mọi người không buồn lắm. Thế mình đang buồn mất rồi. Mà trước khi đi còn trước khi lên xe còn đi vệ sinh rồi nhá. Hôm qua bọn em đi gặp thằng Trung cũng đang ngồi với cái quay nhìn mấy cái bà đi ra thôi rồi không quay lại nữa rồi cũng rất là nói thôi nhưng mà cái điều này cũng hơi hơi ngã thôi rồi phải là sao thế các bạn là tự nhiên em chỉ là vô tình thôi nhưng mà nhìn ra cái bà chị gái kia là em chưa chịu học tập quá thế đâu rồi thằng hiểu thế thì phải nói là cái gì thằng mình nó quay lại là anh hiểu thế là một người đàn ông chưa chín thì mình cũng phải là như thế nào kinh chết đi được nhưng mà chị cũng nghĩ nhá ví dụ mà nó nhìn thấy nhưng mà nó không nhắc đi thì thôi đúng không nhưng mà kiểu ví dụ ở lúc mà người ta phát hiện ra thì thì mình sẽ còn ngại hơn đấy nhỉ. Đây chị xong rồi. Các trận này xong. Các trận xong. Đấy. À chị đừng thử dưỡng khó thế nào. Ngày xưa đi học cấp lớp 9. Chị nhớ lớp 9. Em xoay trận chưa? Em ở đây xoay rồi, mới xoay rồi. Thế là chưa xong. Em bé ơi có cái trận 10-10 không ạ? Có cái 10-10. 10-10 hả? Vâng. À, chọn chế độ. Cho 3 người 2 máy 1 độ nhé. Từ nhá, tí người lại. Cái đấu hỗn loạn ấy, hiểu ấy, như loạn luôn. Được giữa lên cái này chết, lên cái này chết. Đây chị ạ. Đây, đang lên đâu. Thẻ bóc mãi được luôn. Người ta chắc người ta làm chặt này để đỡ bị bay mưa. Lại đi bixi nè. Cái này em về quê. Về quê 4 ngày mà đến lúc đi vẫn bao nhiêu thứ chưa ăn. Không kịp. Như cái máy nghiền. Cũng rất lớn. Chị về Hải Dương hả chị? Đúng rồi. Về Hải Dương tầm 60 cây nhưng mà từ thành phố Hải Dương về nhà chị 20 cây nữa. 80 cây. Về mệt. Đi đường thì mệt. Nhưng mà về nhà thì thích. Để cho cái móng tay vào đây thôi mà. Ủa xéo đây chị. Đây này em đã bị ấy móng tay bởi vì nó. Bùi lắm, bùi lắm. Ai mà không ăn được thì ghét lắm. Mà còn mẹ ở trong đây thì đúng là em ngủ ăn không? Nhé. Mùi đấy. Có. Trời ơi, mùi rõ này mà chị. Đấy. Thế là chị bác của chị đang xuống đi xin mùi. Ra nó chưa, nó giống như ta chị. Có là chưa mà. Trời ơi. Đi ghê thật nó. Đi tắt đi mà. Tắt mẹ đi. Sợ quá đi. Đồ thế. À thua rồi, thua rồi. Linh đánh, linh đánh. Đây em mở ra. À đây rồi, được rồi. Mai mới được.
xem một cái giấy. Chết, ra ngoài cho mấy cái kẹo thơm nó báo AFK. Thế mùi nhiều 71 không sao. Chậm chờ mấy chị mời em đi ạ. Bé ok đúng không? Vâng. Em nói kết mấy mỗi UK là à. Thế em cho em xuống đi. Thế là chơi có với chị không lại với chị Quỳnh. Chị chơi, tôi nghĩ là chị chơi Omen. Thế là đội biển hai con kéo. Không còn là đánh xa nữa. Chị chơi, chơi kéo nát. Bà quân luôn. Không, chị Quỳnh không chơi có với chị, chị Quỳnh chơi thì ai chơi. Chị Quỳnh chơi anh Dương Huyền đúng không ạ? Về thủ lấy chơi Dương Huyền, chị Quỳnh chơi Dương Huyền kêu á. Chơi con não chơi là chị ơi, chị lên tin anh gái đi theo là ai cấm nhỉ? Vâng. Cô cấm chơi mấy con hai hai con mấy chơi hai triệu thú luôn. Xem xin được không? Hạ cấm. Cái hạt hạt thì nó mình lông mấy cái lông theo trên hàng trên trên nhưng mà cũng là mà nó mọc lên ấy, nó cũng nhím à thế là chị đang muốn kiểu lột nó ra để nó lại về cái lông vào đầu cái bé. Sợ lúc mà chị lên cái lông nó bị to chị ạ. Bởi vì bây giờ cái lông sinh lên đấy tại cái màu nó sắc á. Ừ, thật đi. Thế là quá thì nhỉ. Thế nên quá thì lông nó cái uyên nhà quá em nó trước lúc chân thờ nó cạo ui sau rồi bây giờ em đang nằm cạnh nó xong rồi nó chạm chân vào em bắt em tí nữa nếu mà vào chơi 10-10 ấy thì có mời đúng không? Được chị ạ. Tí thử chơi 10-10 loạn cái này. Trời ơi, con teo nát. Mình cứ đang nghĩ là mình chơi cờ Lucy luôn. Chị Huy chơi được con Lisa đấy à? Không, ủi dồi ôi. Có chơi được đâu. Chơi, không muốn chơi con kia nữa, chán lắm rồi ấy. Chơi teo nát à? Ừ, chơi teo nát à? Thế chịu cùng nhỏ cho tôi ui chết rồi. Họ có vậy. Chết. Chị sợ em không đánh lại tới vì chị chơi teo đúng không? Thế chị chơi teo lát chị khổ chứ. Này gặp mưa. Điều này gặp Natalia thì như kiểu nộp mạng này. Ban đầu, ui dồi thôi. Từ nãy giờ tận mất bao nhiêu máu rồi. Đứng trong trụ mất nó. Bắt đầu tưởng chị Quỳnh đi ở đây. Isa. Con mà có con gấu. Con gấu con khỏe mãi. Vâng, con gấu con khỏe mãi. Ôi ôi, thế chị chưa biết chơi cô. Mà biết từ nào con gấu cũng khỏe nhá. Ôi con đấy có mấy cái chiều mà hay. Nó có mỗi vòng chị sau rồi không không nhảy không ra được cái vòng đấy thì nó cào cho lấy thì nó cào. Sao con gấu nó còn ra nhảy ra đánh mình? Con gấu nó nhảy vào cái vòng đấy nó cào. Con đấy ít hai tướng. Nắng nó đau thế, đừng tin nhanh. Là sóng xanh. Lâu lắm rồi mới gặp con này. Đấy. Tại sao mình nhìn nó cứ quen quen. Tí nữa nó không to đi. Rồi nó không to xong rồi nó thêm mở mấy
ôi. Ui. Đấy, ui kìa. Thế mà chị ấy bảo không biết chơi. Thật, không biết chơi. Đã biết chơi này đâu, chưa biết chơi này. Hải hỗ trợ em hả Hải? Không ai gì ạ. Không ai. Tại con này yếu quá, không có hỗ trợ đâu. Trời ơi. Là cái quần như này, ấy một mình chỉ cần ăn 2 mạng. Bè rồi, bè rồi. Vừa nãy chơi thứ con này lần chơi mới ngoài ấy. Chả giết được mạng nào. Toàn chết rồi. Trời ơi, bán đi đâu cái bà nội này ơi. Mình đang chơi con gì nhỉ? Alain. Toàn đâm vào đấm mới chém. Bây giờ có này. Tẩy lông thì nó cũng mọc lên nó cũng là giống thanh. Cái kiểu tẩy lông thì nó cũng tẩy lông thì mọc vẫn ấy mà. Vẫn cứng lắm. Ừ. Ban đầu nha này em cũng thích tẩy, hoặc là em cũng thích quá. Nhưng mà em khá sợ, chúng nó bảo là xong ấy, xong rồi lên chân cứng hơn, không được như ban đầu ấy. Thì thôi, em sẽ thôi thả thế này còn hơn. Nó còn dài hơn ấy. Như kiểu là xa đà vào rồi thì không bỏ được ấy. Kiểu mà đã xong thế rồi thì lúc nào mới ra cũng được. Ở trước kia một tí ở hai bên mé ngoài thôi này. Thế xong rồi ạ. Theo thời gian chị, một lần đầu tiên chị cạo nhé. Xong rồi lần sau ấy nó lại mọc lên, nhưng mà nó vẫn mọc chưa, nhưng mà vẫn ở chỗ đấy. Chị lại cạy cạo. Thì đầu tiên chị cạo mỗi một hai bên ngoài thôi. Một thời gian sau thì cái nó càng nhiều hơn. Nhưng mà đấy là chị cạo nên nó bị cứng quá rồi. Úi giời. Nhưng em nghĩ là cứ vẫn đấy. Má, nhầm đường là đấy. Khiếp, chết. Chết đâu. Không chết. Con gấu tí nó lại ấy lại mà. Đỡ rồi. Để một người không rau để hai người. Em thì nếu đi thì thế rồi khỏe quá. Nhưng mà cảo các em chết luôn. Ui rồi đấy. đấy con gấu nó nổi kia. Ui. Chết rồi. Kiểu. Cái con gấu này kiểu mày đánh người ta nó cào chết. Mỗi bạn làm miếng một miếng duy nhất vượt quay kiểu gì ấy của em, cái máy nó không để lấy máy ra. Khác đầy máy rồi. Ui con này giống thay kia lại còn chầu này nữa, thế này thì nhìn sao được. À, ở bên trên kia nó vẫn là nhận ngay rồi đấy. Tí rồi nó mất trụ nào, lấy đi trong em còn gì đấy, không còn được. Dạ thôi ạ. Thật thì mới sáng ra em muốn ăn. Đứa nào cũng ăn phần dài ấy. Ôi, ôi, em. Ai? Rời. Làn sóng xanh. Thấy chưa? Quả làn sóng xanh. Gọi là đi vào. Đã hai kiểu đã mất trụ rồi. Thế. Làn sóng xanh. Dứa làm mình chết này. Dứa. Sáng em cũng thích ăn dứa nhưng mà sôi sáng là không ăn. Chị không ăn được dứa. Nó ăn dạ dày. Không ăn được dứa. Ừ. Nhưng này bé chị không biết làm sao. Nhưng mà chị về chị không ăn được dứa. Em ăn dứa, em ăn dứa. Bị ấy nữa, ngứa nữa à? Không, chị ghê ngứa ấy. Ăn xong nó bị ghê cả ngứa rồi. Chỉ cần gửi thêm mùi dứa hay là cái đầu lưỡi của chị nó đã bị bắt đầu hoạt động rồi. Ừ, bị tê rồi. Em nó hay ăn những hay bị ngứa cổ. Xong rồi. Xong rồi là còn ấy nhá, còn là kiểu gì nhỉ? Quả bà trực diện với mình luôn ạ. Hay chưa? Ui là nó xanh. Thế xong rồi hồi bé là chắc là chị ăn kiểu một lần chị ăn hết một quả dứa, xong rồi chị bị sưng mũi lên ấy. Rồi rồi sao? Cả cổ ấy, là từ đấy chị sợ dứa. Nhưng mà nhá, dứa mà nấu ấy thì chị vẫn ăn được.
ý là không phải ăn dứa mà ăn được cái thức ăn mà nấu cùng với dứa, nhưng mà cũng không ăn được cái dứa nấu. Nhưng mà uống sinh tố dứa thì vẫn uống được. Khó hiểu anh. Đấy là tâm lý học. Thì yeah. Do tâm lý. Không hiểu anh về đánh. Không ăn được đúng không? Ừ, nhưng mà nấu chung thì vẫn ăn được. Có khi nấu ấy cái gì mà ví dụ mình không ăn được cái đấy nhưng không không ai báo thì mình vẫn ăn được, nhưng mà báo cái là thôi. Khỏe xanh giòn thế này. Em bao nhiêu lần hết ạ? Ăn tôm dị ứng nhưng mà cứ ăn bình thường thôi, nếu mà không không nhớ là cứ ăn bình thường thôi, sau đến lúc nhớ ra rồi thì bắt đầu ôi có luôn lên, có luôn lên, mông có lên. Nó chỉ sóng xanh giết tôi mọi người, nó chỉ giữ được một tí thôi à, cái vòng kia nó chỉ giữ được một tí thôi. Không phải đâu chị ạ, tại vì em có dùng tiền đấy em. À thế ạ? Dư được một tí. Sao? Nhiều lúc đấy dư được một tí em chết thật. Nhiều sao không không bị ấy. Đấy, chết rồi. Đừng có cào ra nữa. Cào xong nó mới chết. Cào xong em không đấy, cào xong chị Quynh vô ra bắn cào phát chết. Hơn giấu không? Vai là sóng xanh. Lúc nào cũng mở này ra cái. Cái này hút hút người sao? Sau chiều của mình lâu thế. Ra đi. Nó chỉ cần đợi mình. Bạn nói con nhím nuôi mất cái lát cái gì mà đâu. Nếu như mắt mình tâm mình máy này. Lên được mùa. Lên anh. Tôi tưởng ăn thôi. Ờ đúng rồi ạ. Ờ ăn thôi. Ui đấy, đang đứng xem tí rồi chết thôi. Ai cái con, cái con gì nhỉ, là sóng xanh này gọi là máu, gọi là không ăn gì nhỉ, không 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 tí mất một tí gì luôn. Hà phát chết luôn. Ui không. Ôi chị Quynh ơi, chị Quynh ơi. Có máy nhưng mà chả mà có làm sóng xanh. Nó xong một phát kiến thẳng trụ cái kia. Ui, làm sóng xanh, ôi, làm sóng xanh luôn ra đây. Ui, chiếc bực kêu. Lên đầu đi. Cái con lính của nhà mình nó chạy vào cả trong trụ của đối phương luôn ạ, còn là cả trụ chính nữa. Thiệt đấy. Đây đi.
gọi đường lên kia nhá. Gọi đường giữa đi. Ui, đánh chim ấy trước, đánh chim ấy trước. Con là phóng xanh không, rồi ôi. Không có chiều bay à. Chết nhiều. Ui, ông thơ mà. Ông thơ mà. Ông thơ. À thơ. Trời ơi, rôn bắn xa cơ mà. Chị đã chết rồi. Tên con nó là cái gì? Là sống xanh. Ui. Về đi không bị lật chèo. Tắt tắt đi không? Nhẹ quá, u rồi. Con gấu còn thì nó cào vào trong vòng nhau ấy. Bị lật kéo nhá. Cái kia à, thò với cả theo nát vào trong. À, à. Vẫn còn nó thò ở đây. Em đang mở chuyên 19. Mấy giờ đó từ từ. Thế nhưng mà chị Quỳnh sợ lắm. 4 phút ạ. Ông chị Quỳnh đính đấy. Chị Quỳnh bắn chị ba phát chết luôn mà chị bắn chị Quỳnh gần hết của nó, chị Quỳnh không xin nghe mà. Đừng đến chiêu. Hôm nay tôi sẽ ở nhà nhé, mọi người cứ đi đi. Nhưng mà một mình tôi mà gặp cái con cờ rít với cả con máy máy kia là cũng không ăn được. Con cờ rít cái con là sóng xanh ấy nó còn giết nhiều hơn cả em. Không giết được. Mình có ăn chị ba mạng rồi ấy. Giết chị Huế thì nhanh rồi. Ui, nhiều hoa nát kìa, chị Huế ơi. Chị đây, mày ơi, kìa. Về đi mọi người. Ôi, con đau thương đuổi em. À, chị Quỳnh ơi. Ui, ui mày nhanh thế. Tắt truy mày khiếp. Ôi, sao bắn mấy phát mà vỡ luôn chị. Ba phát. Nếu mà có lính đúng không? Có lính trong cái rồi lính mạnh khỏe thế đấy. Con của chị Quỳnh đúng rồi mà. Rất là mùa. Ô, rất là mùa MV đi truy. Vâng. Chứ không phải chị Quỳnh. Tiếng Hàn tiếng nó đều vậy anh. Mỗi khi một lần đây cũng hai lần. Hai lần chỉ cần một lần mắc sai lầm thôi là nó có phải đúng. Em nghĩ 20 thì nó cũng không chưa. Cái này thì mình cũng end luôn lúc đấy luôn. Ừ.
Mẹ mưa nữa phải hay là nồng mưa hay là yêu không cà phê. Hoàng Hà, lúc mà chị bịt này là chị cho thêm kẽm làm bọc thực phẩm. Còn chị hả? Khói mắt. Đây hôm nay đã thấy xong rồi. Gầm giường các thứ thì biết rồi chị. Gầm giường gầm tú. Em cũng bị mất xoa dưỡng rồi không biết làm sao. Tìm hết gầm giường gầm tú rồi không thấy đâu. Ui sao lắm lắm ố hút đi chị. À đổi ca xong rồi không ra tan được kìa. Ui không ui hóa sao vẫn chết vậy. Trời ơi chưa
Luôn phải là cuốn ra tay. Chưa hết đâu. Không chết đâu, còn sống lại nữa. Cháu, cháu mình đi. Ui, vai kìa. Yêu. Ôi, ôi, ôi. Rồi, tạm biệt luôn. Ok, chị. Chị, ra đây. Kìa. Bạn gửi cho anh hình mới nhé, cái ảnh mới ấy. Tùy gửi cho anh tập mỗi bạn tập mà mười lăm cái. Ôi trời, 15 cái không cần sinh đâu, kiểu thay đổi đi ấy, mình làm mãi cái kia nữa không ổn. Đợt vừa rồi hỏng hết một mười mấy cái. Thế này đây, ngoài như này anh chụp cho toàn đầy ánh cần gì anh phải chụp mười lăm ảnh đơn giản, 30 cái cũng có, 300 cái cũng có. Gì ta đánh gì với anh ạ? Với không em đâu thế, tức là anh gì vì đây. Hơn là anh chụp chân dung cho gì. Báo anh chụp cho lại lại đẻ mất. Thôi được rồi, nhưng mà không ghét idol. Ui chị anh ơi, ôi có thừa máy không ạ? Nhiệt độ có tắt đi một tí nó lại lên nhiều tí như vậy. À đây à, cũng giống vậy đấy. Nếu như mà gì nhỉ, sao kiểu cái kiến là em nghĩ là nếu mà cái kiến là mà trên 60 đúng không, thì nếu cái kiến trên 60 lúc mà mình chơi đấu người máy ấy, thì sẽ không bị trừ ánh sáng. Nhưng mà khi mà mình dưới 60 ấy, thì chơi đấu lại bị trừ. Có bị trừ không? Nghĩ lại sang hỏi có bị trừ không? Cái gì ạ? Thế là đấu với máy ấy. Vâng. Thì mình có bị trừ không? Ôi trời ơi, không.
tay như kiểu ngang ngang không nghĩ được kinh vậy chứ. Cô không muốn đập cho hai nhát đấy mà đứng đi. Ui ô. Cứ gì cho tôi kêu. À cả sữa nữa. Là anh kéo con gấu đi mà. Má, nó chọn cái gì đó kìa. Chọn không? Ui, cái gì thế này? Ôi chết rồi, không ăn đi chậm lắm đi nào.
Chị ôm bắn ra đi, bố ôm bắn ra. Em dùng cách thì em khuyên chị là chắc là nên dùng MB, nhưng mà MB hay bảo trì lắm đấy chị ạ. Không, nhưng mà cũng bình thường thôi ạ. Em chịu có 2 đấy rồi. Em phải dùng VB cũng vậy chị ạ. VB có khi còn hơn VB hoặc là TB hơn MB đấy. Còn em dùng tech này em ghét, ơi ghét luôn. Tech chỉ ngày trước thôi, tại bây giờ ngân hàng nào chuyển khoán cũng không mất tiền nữa đấy. Thế nên là
dùng cách lại không ấy nữa. Tại năm nhất lúc em dùng mà lúc em đang dùng BIDV thì nó tốn, lúc mình banh tiền thứ nó tốn thì em mới chuyển sang cách. Tại lúc em làm Vin thì bắt buộc phải làm cách, chứ bây giờ không đối nữa. Em thấy con con đất lắm, nó là ngân hàng, cái việc quốc tế gì ấy. Ôi, nhưng mà ơi, con phải con ra ấy. Đây, đây. Hình như là mùa này mùa bắt chó hay sao ấy. Bạn em mới bắt một con. À, thế à? Bạn em mới bắt một con. Xinh hết. Ăn được kẹo sầu riêng không cho gái? Ăn thật lâu dài chết. Ai ở đây ai ăn được kẹo sầu riêng không? Chị quá mà. Đây. Ôi trời ơi. Nếu không ăn được sẹo sầu riêng thì sẽ có kẹo sầu muối. Ui này. Nó thả cái son đi, tí bị mất. Ui, em sắp chết rồi, chị ơi. Chị chơi được rồi. Ôi trời ơi, chết, đạp vào nó. Nó bảo kiểu, nó ở dưới chân mà không biết mà lăn nhé. Ôi trời ơi. Ôi giờ em xem là bạn em đang nhìn thấy đến giường đã sợ mèo. Đã sợ với con này. Trời ngoài quá. Như đang nhìn thấy đến giường không nó. Nó tự thương với chân em, không em đẩy ông đẩy những người lên sát một tí đạp vào nó, đạp nó phải lấy đầu luôn. Sợ trong người mẹ thôi, đúng rồi, chơi cái chưa kích động mà lông lưng và lan dưới chân các em lên nữa cháu chỉnh một chiếc người ta cookie theo mà. Mexico. Kiểu xem xếp rồi đấy, em cũng chả nhớ. Cái gì anh bảo nhé? Tên thành phố của Nhật Bản đúng không? Không, tên bằng nước. Mexico cái gì ấy? Mexico. Không phải à? B cái gì nhỉ? Tôi có hai tiêu tịch, một là Việt Nam, hai là Mexico. Trời chị bảo thế em không dám lấy luôn ấy. Đúng vậy. Không dám lăn bánh luôn. Em lăn thì em nhìn thấy nó ở sân. Nó đi ra ngoài đấy đó. Mẹ em cũng mới bắt con đấy. Chả biết nói sao. Nó đặt là xả xá, em nghe thì là xả xá. Anh nắm đi. Em nắm. Ôi, đi đây.
Ôi chị ơi, ăn cái gì thôi. Thế mọi người nó không chơi với nhau à? Đây này, đây nhớ đằng sau đây.
Đó là video 1 đến 2 phút. Bây giờ là được bây giờ. Cứ máy các bạn ngồi 1 đến 2 phút. Tròn 20 hay 18, 19 cũng được ạ. Tròn 20 rồi. Rồi đúng 2 tiếng ấy. Còn những cái video phát phát này thì các bạn thì khi nào tắt thì tắt cùng theo thôi. Thế hiện giờ 50 là bao nhiêu phút nữa nhỉ? 9 là 12, 9 10 39 chứ? À đâu, 20 này. Vâng. 10, 20. Bây giờ thì... Ừ, đúng rồi, 51 rồi. 50 cộng thêm 6 là 26. 29 má ơi, 59 rồi. 51 đúng không? À, 51 thì còn 90 là được 1 tiếng. Yeah. Tiếng 20 mà. Vâng, yeah, 1 tiếng là phút đúng không? Thì bây giờ mới có được 5 phút. Rồi, thì là 3. Đây, chỉ cần tính tranh mấy cái này là được. Cái này là 57, cái này là 52 thì tranh nhau 5 phút. 5 phút thì là 25. Đang tính số phút không phải tính đến giờ bạn bạn ơi. À không, của em là 5. Thế mà chị. Của em cũng thế, là thế tính mà chị tắt thì chị nhé. Đấy, cho bây giờ thì nghĩa ra là 9:20 đúng không? Thì mình là 9:25. Thế 1:20 phút thì mình cũng giống mọi hôm nhỉ. Nhưng mà phải tròn hơn. Mấy cái recording các thứ có phải thế không? Chắc là có chưa. Em mang nhiều quá. Cái hôm nào mang về đi cũng phải mở hết. Em nói như thế ngại lắm thật. Nhiều, em mang nhiều. Em mang nhiều đi là để cho. Kiểu như khi mình cũng có đồ luôn nhưng mà không đủ chia tất cả mọi người. Nhưng mà ăn được mình thì nó lại không đỡ. Ừ, đúng rồi, kiểu ngại ngại ấy. Em mang cả trà sữa, ăn nhầm trà đào. Các chị hiểu mang cả trà sữa. Nó có cả trân châu nữa để đổ trà đào. Thế con ăn anh một đôi. Quán yên tâm còn ăn BNB nữa. Quán là FC nữa. Đói bụng lắm. Cái lúc mà em đi đường nhá, em bảo thôi em quành về nghỉ buổi hôm nay, chứ nếu mà quành về thì thế nào cũng quá 15-20 phút. Mà đến thì lại ấy, lại muộn. Nhưng mà em đi cố em bảo là xem có nhà nào ở bên trái đường thôi thì đi vào nhờ nhà vệ sinh em mà. Đi 5 cây số không có nhà nào ở bên trái đường. Đúng sao trời, rồi hết 5 cây số thì thôi để không buồn nữa. Đợt chị đi kiểu đi du lịch ấy, đi cũng gọi là cũng không phải là đi du lịch nhưng mà đi ở một nơi xa, đi xong rồi rất là muốn đi vệ sinh đúng không, buồn buồn té ấy, nó cũng không bị buồn nữa mà kiểu buồn đến mức là nằm ngủ cũng không thể nào ngủ được, mà tỉnh dậy thì cũng không có chỗ để đi ấy, thôi cứ phải ép bản thân là phải ngủ đi ấy, để ngủ đi để không bị buồn nữa,
Thế xong rồi đi 2 tiếng sau mới bắt đầu có nhà vệ sinh. Thế xong rồi lúc mới xuống thì cảm giác như kiểu là đi được hết tất cả mọi thứ ở trên thế giới này. Xong rồi lúc kéo qua quần lên thì cái qua quần nó tự nhiên nó bị hỏng bao giờ không biết luôn. Ôi trời ơi. Nhưng mà nhá, không biết làm thế nào. Kiểu bên ngoài thì mặc áo sơ mi ấy. Thế là may kiểu bỏ sơ mi ra ấy. Bỏ cái túi áo ra để cho nó che đi. Xong rồi đến nơi thì thế là có chỗ nhà vệ sinh để thay ấy. Thế là thay quần thôi. Đặt cái bọn mình ấy. Đặt cả bọn mình thôi. Hôm đầu tiên ra lại trên xe đấy. Không đi ngồi xem. Ừ. Tặng kiểu ở bên đấy phát cho mỗi người một cốc trà sữa đúng không? Thì mọi người uống. Nhưng mà chị cũng uống. Thế mà chị không nghĩ ra là chị không nên uống ấy. Bởi vì chị hay đi vệ sinh lắm, chị thật yếu. Thế mọi người thì không buồn. Bình thường mọi người không buồn lắm. Thế mình đã buồn mất rồi. Mà trước khi đi còn, trước khi lên xe còn đi vệ sinh rồi. Hôm qua bọn em đi gặp thằng Trung cũng đang ngồi với đứa con trai nhìn mấy cái bà đi ra. Thôi rồi, không biết con nên nói không, nhưng mà cái điều này cũng hơi hơi ngại. Thôi rồi, mọi đứa phải là nó sao, không biết bạn là tự nhiên em chỉ là vô tình thôi, nhưng mà nhìn ra cái bà chị gái kia là em chưa chịu học tập quá. Thế nào rồi, em hiểu. Thế thì phải nói là cái gì? Thôi rồi, nó quay lại là thế là một người đàn ông chưa chế thì mình cũng phải là như thế nào. Kinh chết đi được. Nhưng mà chị cũng nghĩ nhá, ví dụ mà nó nhìn thấy nhưng mà nó không nhắc đi thì thôi đúng không? Nhưng mà kiểu ví dụ ở nhà người ta phát hiện ra thì nhưng mà kiểu hơi còn ngại hơn đi. Đây chị xong rồi. Ngày xưa đi học lớp 9, chị nhớ lớp 9. Em sao hết trận chưa? Em đấy, sao hết rồi, Em mấy ơi, có cái trận 10-10 cơ. Có cái 10-10. 10-10 hả? Vâng. À, chọn chế độ. Năm ba người hai máy một đội nhé. Từ nhá, dí người lại nhé. Một cái đấu hỗn loạn ấy, hiểu ấy, như loạn luôn. Được giữa lên cái là chết, lên cái là chết. Đây hết tiền. Đây, đang lên đâu. Bóc mãi được luôn. Người ta chắc người ta làm chặt này để đỡ bị bay mù. Lại đi bixi nè. Cái này em về quê. Về quê 4 ngày mà đến lúc đi vẫn bao nhiêu thứ chưa ăn. Không kịp. Như cái máy nghiền. Cũng rất lớn. Chị về Hải Dương à? Đúng rồi. Về Hải Dương gần 60 cây. Nhưng mà từ thành phố Hải Dương về nhà chị 20 cây nữa. 80 cây. Về mệt. Đi đường thì mệt. Nhưng mà về nhà thì thích. Để cho cái móng tay vào đây. Buổi xéo đây chị. Đây này, em đã bị ấy móng tay bởi vì nó. Mùi lắm, mùi lắm. Ai mà không ăn được thì ghét lắm. Mà còn mẹ ở trong đây thì đúng là. Em ngủ ăn không? Nhé. Có. Trời ơi, mùi rõ này mà chị. Đấy, đây là chị bác của chị đang xuống đi xuống đi. Ra nó chưa có giống như ta gì. Có là chưa nào. Trời ơi. Dù thế. À thua rồi, thua rồi. Linh đánh, linh đánh. Để em mở ra. Anh em mở ra. Mãi mà được.
em một cái giấy. Chết, ra ngoài chấm mấy cái kẹo thơm mà nó báo AFK. Thế phải nhiều 71 không sao. Chậm chờ mấy chị mời em đi ạ. Bé ok đúng không? Vâng. Em nói cái mấy mỗi UK là à. À thế em cho em xuống đi. Thế là sao có VC không lại với chị Quỳnh? Chị chơi, tôi nghĩ chị chơi Omen. Thế là được việc hai con kéo. Không còn là đánh xa nữa. Sao chị chơi kéo năng? Bảo quân luôn. Không, chị Quỳnh không chơi số VC, chị Quỳnh chơi Đương Huyền. Chị Quỳnh chơi anh Đương Huyền đúng không ạ? Về thủy chơi Đương Huyền, Đương Huyền kêu á. Chơi con não chơi là chị em cái chị gái lên tinh anh như gái đi ra là hai tấm nhỉ. Vâng. Hai tấm chơi lấy hai triệu thú luôn. Chơi xin được lấy hạt không? Hôm qua bé quát lâm nhưng mà không thành công. Ôi chị quát cái gì? Cái hạt hạt được ra. Kiểu bây giờ chị đã bị cứng rồi đúng không? Sợ lúc mà chị lên cái lông nó bị to chị ạ. Bởi vì bây giờ kiểu cái lông sinh ra đấy tẩy cái màu nó sắc á. Quá thì về đi quá thì lông nó cái uyên nhà em nó trước lông chân thường nó cạo đi sâu ở bây giờ em đang nằm cạnh nó xong rồi nó chạm chân mà em bắt em tí nữa nếu mà vào chơi 10-10 ấy thì có mời đúng không? Được chị ạ. Tí thử chơi 10-10 dọn cái này. Trời ơi con teo nát. Mình cứ ta nghĩ là mình chơi có Lucy thôi. Chị Huy chơi được con Lisa đấy à? Không, ôi dồi ôi, có chơi được đâu. Chơi, không muốn chơi con kia nữa, chán lắm rồi ấy. Chơi đó là,